Quyền Linh vài lần suýt chết vì bị bệnh sốt rét hành hạ. Sau một lần sinh hoạt trong rừng cùng đoàn phim, Quyền Linh bị sốt rét và từ đó căn bệnh này đã bám lấy anh. Trong tập 16 của chương trình Ký ức vui vẻ, mới đây MC Quyền Linh lần đầu đã hé lộ những ký ức của mình với bộ phim Đồng tiền xương máu. Đây là bộ phim đầu tiên anh đóng và được nghệ sĩ Lâm Tới dạy cách yêu thương vai diễn và bộ phim mình đóng. Chính bộ phim đã đưa tên tuổi của anh cùng những diễn viên trong phim đến gần hơn với khán giả. Trong một lần sinh hoạt với đoàn phim tại một khu rừng trên Đắk Lắk, Quyền Linh đã bị sốt rét. Anh kể lại khi đó, bản thân bị sốt rét hành hạ và ngoài trời thời tiết đang gấp ngưỡng 40 độ C, nhưng Quyền Linh vẫn cố gắng hoàn thành phân đoạn của mình. Lúc đó, tôi tưởng mình chết rồi, nam MC nhớ lại. Trong lúc bản thân anh muốn bỏ cuộc, chính nghệ sĩ Lâm Tới là người đã vực dậy tinh thần của chàng diễn viên trẻ. Ông bảo con người ai cũng gặp khó khăn, nếu chùn bước là thất bại. Bằng mọi giá mày phải sửa được cái máy cày, bằng mọi giá mày phải vươn lên, nhưng phải vươn lên bằng chính đạo đức của mình. Nghệ sĩ Lâm Tới đã dạy Quyền Linh như thế. Nghe Quyền Linh tâm sự, đội trưởng Hồng Vân thắc mắc, không hiểu sao mỗi lần đóng phim, Quyền Linh lại lên cơn sốt rét. Nam MC lý giải, căn bệnh sốt rét đã vận vào anh từ đó đến nay, nên cứ mỗi lần vào rừng, bệnh sốt rét lại tái phát. Quyền Linh cũng nhớ lại khi đóng phim Những bông hoa rừng sát cùng diễn viên Lê Tuấn Anh, chồng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Trong một phần đoạn phim sau khi diễn xong, chỉ cần đến bệnh viện chậm thêm 5 phút nữa, có thể Quyền Linh đã mất mạng. Cảnh đó tôi phải nhảy từ trên tàu cao 12 mét xuống đất. Trong lúc nhảy, tôi chỉ nghĩ đến cách để đưa lưng xuống tiếp đất an toàn. Và khi tiếp đất, Quyền Linh bị va đập nên đã chảy rất nhiều máu. Đó cũng là lúc bệnh sốt rét tái phát. Ngay lúc đó, Lê Tuấn Anh là người ôm Quyền Linh vào lòng. Nhưng Quyền Linh đã kiên quyết đóng xong phân cảnh đó mới chịu vào viện. Khi đến được bệnh viện, anh đã sốt 42 độ. Không chỉ vậy, khi đóng phim Người Hà Nội, Quyền Linh cũng bị sốt rét nhưng không dám nói với đạo diễn vì sợ không được diễn nữa. Vì quá rét, chân không còn sức để bước nên anh bị trượt chân từ trên núi xuống. Sau khi lăn xuống núi an toàn, mọi người đều tung hô về Quyền Linh hoàn thành quá tốt. Mãi sau đó, ekip mới biết Quyền Linh ngã vì sốt rét chứ không phải vì diễn.